chào tất cả mọi người. Công trình anh em chúng tôi đang làm bên công ty Nam Long. Bên buổi chiều đây là xong rồi anh em nhá. Rồi. Đây là anh áo trắng, đây là anh Mr. Đạt. Đấy. Còn anh đang vẽ quả nhót này là anh Mr. Oanh. Thiệt ra anh thì cũng là giám đốc luôn. Đào. Quên quả đào nhầm. Nhìn anh em làm bên đây là một tuần rồi. Một tuần anh em làm được 9 bức tranh. Đi quay hết một lượt cho anh em xem nha. Có ai có nhu cầu vẽ tranh tường thì liên hệ cho anh em chúng tôi. Hoặc là anh em là muốn học vẽ đi theo chúng tôi. Đây là vịnh Hạ Long. Đây gần cho mọi người xem nhé. Long này. Tranh rừng cây. Đây là tranh sơn thủy. Xong hết thì mình chụp từng bức tranh một, mình ghép vào nhé cho anh em xem. Đây là ngôi nhà hạnh phúc. Đây là ruộng bậc thang này, núi rừng Tây Bắc này. Tranh đồng quê này. Đấy, con gà, cây đa, cổng làng, cổng tre, con trâu. Đây là vẽ tại nhà ăn ở công ty Nam Long anh em nhé. Anh với bác đầu bếp này làm cơm này rất là ngon. Chú đăng YouTube, bà vào bà đăng ký kênh cho nhé.